Vâng, xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Cho Phép Được Yêu. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media với khung giờ quen thuộc là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 và được sự đồng hành của nhà tài trợ bộ đôi người mụn Vanessa Agni nhập khẩu trực tiếp từ Ý, mụn rời xa da láng mịn của Sâm Phạt Ma. Ngày hôm nay nhân vật chính sẽ là một người mẫu hoa hậu cực kỳ xinh đẹp ấn tượng. Xin mời quý vị hãy chào đón Hoa hậu Việt Nam Thế giới năm 2018 Di Khả Hân. Chào Di Khả Hân. Chào anh. Chào em. Vẫn khỏe chứ hả? Dạ, thật sự thì sức khỏe của em mời hôm nay hơi có chút vấn đề tí xíu. Em bị cảm ho với lại là hơi một chút khàn tiếng. Tại vì áp lực công việc của Di Khả Hân rất là nhiều đúng không nào? Dạ. Và cái cảm xúc như thế nào mà bạn phải thường xuyên xa nhà nè, rồi tham dự rất nhiều cuộc thi về nhan sắc mà không có nữa còn lại chăm sóc mình á, nhiều lúc có thấy tủi thân không? Thật sự thì Hân cũng là con gái nên là khi mọi thứ phải tự thân vận động rồi tự lo cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe của mình thì đôi khi cũng có chút ít tủi thân và đôi khi cũng rất cần một bờ vai. Sao thì cũng phải chúc mừng bạn, rất nhiều nỗ lực và cố gắng đã giúp cho Di Khả Hân gặt hái được một số thành công. Từ trước đến giờ bao nhiêu thành tích mà Khả Hân đã có được rồi? Khả Hân vào nghệ thuật được 2 năm thì năm 2017 Hân đạt được danh hiệu là Miss Fashion và 2018 thì Hân đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thế giới tại Canada. Và hy vọng ngày hôm nay bạn cũng sẽ gặt hái được một chút xíu thành công trong con đường tình duyên của mình. Nói chuyện tình yêu chút xíu nào. Trước giờ Di Khả Hân rung động được mấy lần rồi? Hân cũng là một cô gái đa sầu đa cảm và hơi nhạy cảm tí xíu thì Hân rung động cũng khá nhiều lần, nhưng mà cái mối tình chính thức thì Hân trải qua được 3 mối tình. Mối tình nào là sâu đậm ấn tượng nhất nè? Cái mối tình mà Hân ấn tượng nhất là cái mối tình với một anh bạn ở Paris nước Pháp. Yêu xa thì cũng gây cho cả hai không ít áp lực và cái vấn đề là múi giờ của nhau nữa. Và thật là đáng tiếc khi mình không thể tiếp tục kéo dài mối quan hệ đó. Thôi bây giờ mình hãy mở cửa trái tim để đón nhận những mối quan hệ mới. Mà lần này sự quyết định sẽ đến từ gia đình và người thân của Di Khả Hân. Xin mời quý vị chào đón gia đình và người thân của Di Khả Hân. Xin mời. Nào, Di Khả Hân, hãy giới thiệu từng thành viên trong gia đình của mình nào. Xin giới thiệu với quý vị, đây là mẹ Di, là mẹ ruột của Hân. Kế tiếp là chị gái ruột của Hân, tên là Thanh Tâm. Kế bên nữa là em gái út của Hân, là bé Hiếu Hiền ạ. Dạ, lực lượng đàn gái ngày hôm nay hùng hậu quá, xinh đẹp mà toàn là nữ không hà. Tại sao ngày hôm nay Di Khả Hân mời toàn là những thành viên nữ trong gia đình của mình ạ? Chia sẻ thật với anh là gia đình em cũng thuộc một chút thế hệ mẫu hệ anh. Nên em rất là tin tưởng mẹ, các chị và em gái của mình. Nên là bác trai ở nhà tạm thời lui về làm hậu vệ để cho ba tiền đạo ngày hôm nay sẽ xông pha lựa chọn ra chàng rể người yêu phù hợp nhất dành cho Di Khả Hân. Mẹ Di ơi, mẹ Di cảm nhận như thế nào về Di Khả Hân là một người con rất là xinh đẹp nhưng mà đến tận bây giờ vẫn đang hơi trắc trở trong đường tình duyên? Thật ra thì bé chưa có cái suy nghĩ là phải lập gia đình hay là phải chọn lựa, nhưng mà tại vì gia đình hối thúc, tại vì thấy bé cứ lủi thủi cô đơn vậy thì cảm thấy là không ổn. Dạ. Còn chị Tâm nè, ở nhà Di Khả Hân cũng phải là một người em chịu lắng nghe và ngoan ngoãn không ạ? À? Thực ra thì Khả Hân đóng vai trò là một người em trong nhà thì rất là ngoan, có bất cứ một cái chuyện gì là đều hỏi ý kiến các chị. Và nhà mình thì có một cái group là Ngũ Long Công Chúa ở Facebook, cho nên bất cứ chuyện vui chuyện buồn gì là Di Khả Hân hay ghi vào đó và cả nhà bắt đầu là góp ý rồi lắng nghe. Nói như vậy thì không phải là em gái của mình hoàn mỹ đâu nha. Vẫn có một chút bướng bỉnh và cũng có hơi hơi nổi loạn. Nếu như vượt quá sức chịu đựng của nàng, nàng cũng sẽ nổi loạn. Dạ vâng ạ. À. Còn em Út nè, em Út cảm nhận như thế nào về chị Di Khả Hân? Chị Hân ở nhà là một người khá là sâu sắc. Đôi khi là cái tính hơi trẻ con, hơi nhõng nhẽo một xíu. Và chị Hân là một người khá là ấm áp và tình cảm. Có thể nói là ở nhà hai chị em rất là thân với nhau, cùng nhau lớn lên, cho nên là tính chị Hân như thế nào có lẽ là em là người hiểu rõ nhất. Yeah, tuyệt vời. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với không gian tiếp theo của gia đình Di Khả Hân.
Tại nơi đây, cả nhà mình sẽ chứng kiến sự xuất hiện và lộ diện của cả ba chàng trai, ba ứng viên ngày hôm nay. Nhưng mà trước tiên, trong đội hình rất là đẹp này thì mình cũng phải cử ra một đội trưởng. Người đó sẽ tập hợp tất cả mọi ý kiến lại và đưa ra quyết định cuối cùng. Ai ạ? Dĩ nhiên là mẹ yêu dấu. Đương nhiên là mẹ yêu dấu rồi. Người phụ nữ quyền lực nhất, như là cũng là người mẹ hiền hậu nhất. Và hy vọng là mẹ cũng sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt mẹ nhé. Và bây giờ xin mời cả nhà gặp gỡ chàng trai đầu tiên, anh Thoại, xin mời. Cao ráo dễ sợ chưa Thoại ơi, em cao mét nhiêu vậy Thoại? Dạ 1m7 à. 1m77, ồ rất ấn tượng. Xin mời Thoại hãy giới thiệu đôi nét với mình. Dạ xin chào cả nhà, em tên là Vũ Anh Thoại, hôm nay em 24 tuổi, công việc của em hiện tại là IT về game. Và bây giờ thì xin mời Thoại hãy gặp gỡ gia đình của Di Khả Hân nghe. Cái tiêu chuẩn của bạn gái của con như thế nào? Dạ theo tiêu chuẩn của con là không cần đẹp và không cần xinh, có thể là một mẫu người phụ nữ của gia đình. Như vậy là khá đơn giản. Gia đình của con thì được mấy người? Dạ, gia đình của con không được hạnh phúc cho mấy. Con 10 tuổi thì ba mẹ con đã chia tay nhau. Con sống chung với ba đến năm 12 tuổi là con ra ngoài cũng tự lập cuộc sống đến hiện tại. Hiện tại con sống một mình. Dạ. Bạn còn người anh chị em nào khác nữa không ạ? Em là có chị mà chị đi theo mẹ. Hiện tại mẹ và chị đang ở đâu ạ? Tại em không biết ạ. Việc học hành của con thì ai lo con? Dạ con tự con lo. Con làm bằng cách nào để con lo? Dạ năm 12 tuổi thì con đi theo anh bạn của con. Con bắt đầu lên Sài Gòn làm những công việc đơn giản như là bưng bê phục vụ. Học thì con tự vừa học cũng vừa làm. Một anh chàng tự lập quá ok. Con rất thích những đứa trẻ mà từ bé đã biết tự lo cho mình. Thoại ơi, chị nghĩ như thế này, chị rất là có một cái ấn tượng đẹp về em. Bởi vì thực sự đối với chị, người tự lập, người đứng trên đôi chân của mình á, thì người đó mới là người đàn ông trụ cột cho gia đình vững chắc. Còn những người mà được ba mẹ cưng chiều từ trong trứng với em thì chị nghĩ rằng là đôi khi nói chung là ra đời họ dễ bỏ cuộc lắm. Thực sự em một tấm gương sáng cho thanh niên. Tuy nhiên hồi nãy em nói rằng là dạ theo tiêu chuẩn của con là không cần đẹp và không cần xinh, có thể là một mẫu người phụ nữ của gia đình. Thì chị nghĩ rằng là phụ nữ bây giờ họ thích là vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà, đó là nói một cách bóng bẩy. Còn nói một cách chân thật hơn, tức là họ thích, họ giỏi vào công việc xã hội nhưng mà về nhà họ vẫn là người chu toàn cho chồng con. Nhưng như vậy có phải em đang giới hạn khả năng của người phụ nữ hay không? Không ạ. Theo em suy nghĩ thì nếu mà người phụ nữ gia đình có hai loại. Thứ nhất là luôn chăm sóc cho chồng con. Loại thứ hai là người phụ nữ của gia đình nhưng mà vẫn đi làm kiếm tiền với người đàn ông. Là em thích loại phụ nữ thứ hai á. Theo như bạn đã chia sẻ, năm 12 tuổi thì con đi theo anh bạn của con cũng lên Sài Gòn. Lý do vì sao năm 12 tuổi đó mình lại quyết định là rời xa ba? Tại vì lúc năm 10 tuổi là ba mình đã bắt đầu có mẹ sau của mình. Ồ cái cuộc sống như thế nào khi bạn ở với dì? Thời gian đầu tiên thì mẹ sau của mình rất là tốt với mình, nhưng sau này cái mối quan hệ đó không được tốt cho lắm. Mẹ mình luôn muốn tìm mọi cách để đuổi mình ra khỏi nhà, tìm mọi cách để hại mình. Chỉ là một cậu bé 12 tuổi thôi và bạn quyết định tự lập một mình cùng với một anh bạn thì rõ ràng là có khá nhiều cạm bẫy cũng như là khá nhiều áp lực và khó khăn đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Lúc mà em vừa mới lên Sài Gòn thì anh bạn đó cũng rủ em đi làm chung cũng được khoảng một tuần lễ. Rồi anh bạn nói là cứ đưa hết tiền bạc với lại đồ cho anh giữ cho. Thì em cứ tin tưởng tại vì em cũng ở chung với ảnh cũng lâu rồi. Nhưng mà anh lấy hết tiền bạc của em là được bỏ trốn luôn. Có nhiều điều tốt đẹp. Em cũng may mắn là gặp được cô chú. Em xin vô làm ở trong quán phở của cô chú này. Em làm cũng được một thời gian dài. Cô chú xem em như là con ruột của mình. Nhưng mà con của cô chú đó ganh tị với em. Ồ. Đúng rồi. Cuộc sống là như vậy đó con. Và bạn lại tiếp tục phải chuyển sang một trang mới trong cuộc sống dạ, của đúng mình rồi.
Phải, chị nghĩ là em đừng chia sẻ nhiều về cuộc sống của em bởi vì em sẽ xúc động. Chị nghĩ rằng là cái chị thích ở em đó là câu nói. Cuộc sống thì nó có nhiều điều tốt đẹp. Cho dù mình bi đát cỡ nào, cho dù nghịch cảnh, nghiệt ngã cỡ nào, nhưng mà mình tin vào cuộc sống còn những điều tốt đẹp. Và hôm nay em đã đứng đây và chị cảm thấy rằng là thực sự mà nói rất có thiện cảm với em. Chàng trai này, chàng trai rất là mạnh mẽ và có nghị lực vươn lên. Ngày hôm nay đến với chương trình Cho Phép Được Yêu, em có muốn qua sóng truyền hình này đưa ra thông tin của mình? Trong truyền hình này em muốn nói với ba mẹ một điều. Con rất thương ba mẹ rất là nhiều và con muốn gia đình mình trở lại với nhau. Con mong muốn mình có một cái mái ấm thật là hoàn thiện như bao gia đình khác. Đó là mong muốn mà ai cũng muốn là bạn sẽ đạt được. Hy vọng ba nghe được, mẹ cũng sẽ nghe được. Nhưng mà đặc biệt với mẹ nè, em cũng muốn tìm lại mẹ qua chương trình này không? Dạ, cũng muốn ạ. Con muốn gửi những lời yêu thương đến mẹ và chị hai của con. Mẹ ơi, con không muốn giàu sang, con chỉ muốn gặp hai người một lần cũng hơi cũng được. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho Harper biết được rằng là Thoại đang cố nén cảm xúc của mình để bộc lộ ra những tình cảm đó. Và thật sự nếu như nhà gái mình để ý rằng là không hề có một câu trách cứ mẹ một câu nào cả, mà chỉ mong muốn là chỉ được gặp mẹ một lần thôi cũng được. Dạ, cảm ơn bạn. Nào tiếp tục cuộc trò chuyện. Anh Thoại ơi, anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, hiện tại thì em trải qua 4 mối tình. Trong 4 mối tình đó có mối tình nào làm anh nhớ nhất không ạ? Đó là mối tình cuối cùng của em ạ. Mối tình đó là một cô gái lớn hơn em tới 12 tuổi. Tới 12 tuổi lần đó làm nguyên con giáp. Tại sao em lại quyết định là đặt tình cảm của mình đến một người phụ nữ lớn hơn mình rất là nhiều tuổi? À, em muốn tìm một người chững chạc hơn em và biết suy nghĩ về tương lai hơn. Như vậy thì lý do tại sao lại chia tay với cái cô lớn hơn mình 12 tuổi ạ? Bọn em quen nhau cũng gần được tầm được 2 năm. Nhưng mà có do một biến cố của gia đình, ba chị em đang bị ung thư thì chị ấy phải bay qua bên nước ngoài để chăm sóc cho gia đình. Không một lời từ biệt em hả? Dạ đúng ạ. Sau qua câu chuyện đó, bạn cảm thấy thất vọng không ạ? Dạ không ạ, tại vì em cũng là một người sống lạc quan. Thì em tin tưởng sẽ một ngày nào đó sẽ gặp lại chị ấy và hỏi chị em một câu là ba chị có khỏe không? Như vậy là thời gian bao lâu rồi? Dạ chia tay cái này khoảng được gần 2 năm luôn ạ. Cảm ơn em, rất là đáng yêu và dễ thương. Rất rụt rè nhưng mà chân thành. Đúng rồi. Rồi chính là phần gặp gỡ với anh chàng tên là anh Thoại và khá nhiều câu chuyện đã được khai thác. Riêng với mẹ thì mẹ thấy sao ạ? Mẹ rất là thương, từ bé nó đã chịu nhiều thiệt thòi rồi cuối cùng nó đứng lên bằng đôi chân của nó và nó đã tự lập như vậy thì quá ok. Yeah. Mẹ thì mẹ rất đồng cảm. Vẫn biết là anh chàng này rất là không tự tin, anh đứng anh run. Mà run kiểu này mẹ có muốn bưng nhà nuôi không? Nếu mà cho phép thì mẹ nhận làm con tinh thần thì được, ok. Dạ dạ, một con tinh thần. Dạ. Thoại là một chàng trai có nghị lực sống vươn lên. Dạ. Và nói như mẹ nói thì Thoại nhút nhát và cái nhút nhát đó biểu lộ ở cái phong thái luôn. Và mình nghĩ một người đàn ông trụ cột cho gia đình là bờ vai vững chắc cho người phụ nữ rồi. Dạ. Cho những đứa con sau này mà nhút nhát như vậy thì mình không biết anh chàng này có bảo vệ nổi vợ con hay không nữa, mình cũng hơi lo. Bản thân em thực sự em rất là khâm phục và phải nói là rất là nể anh Thoại. Em thấy cái cuộc sống của anh nó quá nhiều bi kịch nhưng mà vẫn gồng mình để chịu và biết vươn lên như vậy thì thật sự em rất là thích cái ý chí đó. Nhưng mà chị của em vốn dĩ đã là một người quá sâu sắc, quá nhõng nhẽo và em cảm thấy là chị em quá nhạy cảm, mỏng manh như vậy á thì anh Thoại không có đủ sự bảo vệ và che chở cho chị em. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của ứng viên thứ hai, Hoàng Sang, xin mời. We'll be right back.
Xin chào Hoàng Sang. Xin mời Hoàng Sang giới thiệu đôi nét về mình ạ. Dạ, chào anh, chào gia đình. Em tên là Nguyễn Hoàng Sang, năm nay 28 tuổi. Hiện tại làm là assistant cho bên công ty tour du lịch. Giới thiệu món ăn Việt Nam, Sài Gòn cho khách nước ngoài. Bạn cao 1m nhiêu vậy? 1m74 ạ. Gì hơn nhà mình cao 1m mấy ạ? Dạ, 72. 72, ô vậy được, thì được. Rồi, xin mời Hoàng Sang hãy gặp gỡ gia đình của Di Khá Hân nhé. Một người bạn gái phải tiêu chuẩn như thế nào mới đủ cho con? Dạ, con chỉ muốn là người bạn gái của con phải có tính dịu dàng, thứ hai là có tính năng động, và thứ ba có một chút thông minh nữa. Con không đòi hỏi là người ấy phải đẹp hay là quá xuất sắc, tại vì con nghĩ là nếu mà duyên tới thì mình chấp nhận thôi. Ông trời ông cho mình cái gì thì mình nhận cái đó, dù xấu hay đẹp. Con nói là con 28 tuổi rồi thì tất nhiên với cái phong cách của con thì đâu có phải là cô đơn từ trẻ cho tới bây giờ, đúng không? Trải qua bao nhiêu mối tình rồi, khai thật đi. Thật sự là con trải qua đúng một mối tình, một năm 22-23. Sao con hiền dữ vậy? Con cũng không biết tại sao nữa, hình như là bị ấy hay sao. Dạ. Tại mình kén, mình khó tính quá hay sao? Dạ. Bạn kể sơ sơ cái mối tình đó cho nhà gái nghe nào. Thật sự thì cái mối tình này nó trong sáng lắm. Em này là cùng làm ở công ty, và sau đó thì hai người chuyển chung về nhà trọ ở quận 10 á. Con ở lầu 2, người yêu của con là ở lầu 1. Thì hai người yêu nhau nhưng mà không có nói là, kiểu như là hai người chỉ biết là hai người yêu nhau thôi, nhưng mà cũng không có phải tỏ tình. Con với lại người yêu của con á, là mỗi buổi tối đi làm về rồi thích đi dạo vòng vòng ở gần nhà rồi đi uống sữa tươi. Yêu được 1-2 tháng thì đêm đó chủ nhà trọ nhậu với là những người bạn, xong rồi vô tình thì khi mà con với lại người yêu của con á đi ra cửa thì ông chủ ổng ghẹo bạn gái con. Bạn gái con cũng kiểu mà chào rồi cười, nhưng mà con cảm thấy con hơi ghen xíu. Sau đêm đó thì con giận 1-2 ngày, nhưng mà cũng không phải là không nói chuyện, vẫn nói chuyện. Con cũng không biết tại sao, sau một tuần lễ nửa tháng gì đó, cô ấy dọn đồ rời đi nhưng mà không nói một tiếng nào hết. Sao gì mà đột ngột vậy? Facebook hay là điện thoại gì là chặn hết. Thì cảm thấy sốc lắm, tại vì hai người chưa cãi nhau bao giờ. Nhưng mà sau khi mà cô ấy dọn đi một thời gian rồi, thì vô tình con ngồi uống quán cà phê ở gần nhà, gặp một cô bạn thân của người yêu của con. Thì con mới hỏi thăm này kia nọ, thì nói là cô ấy lấy chồng ở Đồng Tháp. Sốc nhiều lắm, nhưng mà từ từ dần dần rồi mình cũng phải quên đi. Để cánh cửa này đóng thì có cánh cửa mới mở ra. Nhưng mà cho tới tận bây giờ thì con cũng trải qua hai mối tình, nhưng mà yêu đơn phương thôi. Nhà em có mấy anh em? Gia đình của em thì 7 người, cha mẹ nữa là 9. Wow. Em thì là Úc. Gia đình em sống ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở đâu? Gia đình em hiện tại sống ở thành phố Bạc Liêu, nhưng mà ở thị xã Giá Rai. Em sau khi tốt nghiệp 12 rồi lên đây đi học thêm rồi đi làm, sống tới tận bây giờ luôn rồi. Em tự lập. Dạ. À, chị rất quý những chàng trai tự lập. Tuy nhiên thì trong cái công việc của em á, cái môi trường mà du lịch thì có rất nhiều cô gái xinh, và cái tình cảm của em á nó bị vuột mất. Nhưng mà em cũng không phải là đi tìm người này người nọ, phải để ý cô này cô kia, phải tìm hiểu để cho mình có cặp có đôi. Tức là em là vạn sự tùy duyên chứ không phải nỗ lực tìm kiếm. Dạ, nhưng mà rồi. Theo chị nghĩ thì hạnh phúc đôi khi mình cũng phải biết tự tạo ra, chứ không phải cứ ngồi chờ hạnh phúc đến để tìm mình. Tuy nhiên thì những lúc em buồn, em tuyệt vọng, em thất tình đi, em thường chia sẻ với ai trong gia đình em? Thật sự mà nói thì cái mối tình đầu tiên của em á tan vỡ, không ai biết hết. Wow. Chịu luôn. Sau cái cú sốc đó, em bình thường trở lại, em vui vẻ rồi em mới đi kể cho cha mẹ hay. Em không muốn mang cái nỗi buồn của mình mà đi chia sẻ người này người kia. Khi mà em vui, em có thể chia sẻ mọi người, em muốn mang niềm vui tới cho mọi người. Thật sự là cái tánh của em là như vậy. Hồi nãy em có nghe anh chia sẻ là anh làm bên du lịch, giới thiệu món ăn Việt Nam, Sài Gòn cho khách nước ngoài. Thì cho em hỏi là anh có phải là một người biết nấu ăn không? Và anh nấu ngon nhất về món nào? Thật sự thì em rất là thích ẩm thực, em biết nấu ăn. Nhưng mà có một điều quan trọng là em ăn chay trường. Ăn chay trường được bao lâu rồi ạ? 2013-14 cho lại đây. Với khoảng thời gian 5-6 năm như vậy, ăn chay trường, sức khỏe của mình cải thiện như thế nào ạ? Dạ, rất là tốt, và chứ nhớ sau rồi tính tình mình sẽ điềm đạm hơn. Cái lý do và cái động lực là gì mà khiến anh quyết định là anh ăn chay trường? Từ nhỏ em đã thích ăn chay rồi, tại vì gia đình có theo đạo là một tháng ăn 10 ngày. Và với thứ hai em cũng có nghiên cứu, đọc sách là ăn chay trường sẽ tốt cho sức khỏe. Cái ngày mà em quyết định ăn là cũng bởi vì không có ở gần cha mẹ, cảm giác như mình bị bất hiếu. Nên là em quyết định em ăn chay trường, kiểu như về phần tâm linh mình muốn báo đáp lại cho cha mẹ một phần rồi đó.
Cảm ơn bạn Hoàng Sang. Dạ. Vừa rồi là anh chàng ứng viên số 2. Cảm nhận của gia đình mình như thế nào về Hoàng Sang ạ? Cũng rất ok, cũng đồng cảm với anh chàng này dữ lắm. Rất là tâm đắc. Tâm đắc ở cái chỗ là anh này, anh cũng tự lập, rồi anh cũng tu tâm, rồi anh có hiếu. Dạ. Rất cưng những chàng trai có hiếu. Chị thì chỉ có một số ý kiến như thế này. Đầu tiên đó là chị thấy anh chàng mạnh mẽ đó, tự lập đó. Tuy nhiên trong quá trình anh chàng nói chuyện rất là đều đều. Giống như tính cách anh chàng là nó bị định hình bởi cái việc ăn chay. Ăn chay thì thường người ta ăn rau củ quả và ăn rất là nhạt. Cho nên anh chàng cũng thể hiện trong cách nói chuyện cũng nhạt, giống như là chị tưởng tượng một bát canh mà quên nêm muối. Và một cái điều thứ hai nữa là anh chàng với cái cô nàng mà ở chung cái dãy phòng trọ đó thì dạng như là tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Nghĩa là hai người đều biết tình cảm của nhau nhưng mà hai người chưa có phải chính thức ngỏ lời. Tuy nhiên vậy tại sao sau một lần đi chơi về mà ông chủ trọ chọc ghẹo thì anh chàng nổi giận khó chịu, giống như anh chàng này ghen tuông. Và chị cảm thấy rằng là chưa phải là hoa của mình chưa phải là chủ mà đã thể hiện mình ghen tuông rồi. Thì nếu như anh chàng là chủ thật sự và bông hoa đó là anh chàng sở hữu thì anh chàng còn thể hiện ghen tuông như thế nào? Mặc dù tính cách anh chàng thể hiện rất thanh đạm nhưng mà cái ghen đó làm chị cảm thấy rất là ớn. Ớn ở chỗ là công việc của em gái chị là tiếp xúc với rất nhiều đàn ông mà đàn ông đẹp, đàn ông thành đạt nữa. Và chị đang nghi ngờ một điều rằng là có phải cô nàng kia sau một tuần, một tháng gì đó cô âm thầm chuyển khỏi cái nhà trọ và về quê đi lấy chồng, có phải là vì cô nàng cũng cảm thấy anh này chưa là cái gì mà đã ghen tuông vậy? Cho nên là cô cảm thấy rằng là cái niềm tin của đặt ở anh chưa vững chắc. Thì đó chỉ là nghi vấn của chị thôi. Em thì em thấy anh ấy là một người khá là ấm áp và có cảm giác an toàn. Tuy nhiên á, anh quá ấm êm, quá thầm thấm. Em muốn chị em tìm được một cái người năng động hơn, có bản lĩnh hơn. Với lại là em lo lắng về việc nữa là công việc của anh là du lịch, cái thời gian không có nhiều, công việc của chị em cũng vậy, quá bận rộn. Cho nên là em lo sợ rằng nếu mà ảnh và với chị em có tiến tới được với nhau thì không có thời gian dành cho nhau. Ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của ứng viên thứ ba, bạn Quang Vinh, xin mời. Chào Quang Vinh, xin mời bạn giới thiệu đôi nét về bản thân mình ạ. Dạ, chào anh Quang Rapper ạ. Em chào bên nhà gái ạ. Em tên là Quang Vinh, cao 1m75, nặng 70kg. Em làm nghề quản lý nhà hàng ạ. Xin mời cả nhà mình đặt ra câu hỏi để giao lưu với anh chàng này ạ. Gia đình của con, anh chị em có đông không? Dạ, gia đình của con chỉ có hai mẹ con thôi ạ. Ồ, rồi ba con đâu? Dạ, con được biết á là cãi lộn với mẹ con. Năm con 1 tuổi là ba con bỏ con đi luôn. Rồi từ đó tới giờ con không gặp ba. Lớn lên thì con cũng có đi tìm nhưng mà không gặp được. Con nghĩ như vậy nè, tất nhiên là ba thì phải có bên nội, thì tất nhiên là con phải đi tìm từ những mối quan hệ đó chứ. Dạ, nói chung là cái mối tình của má con á là sinh con ở Hoàng An á, rồi ẵm con vô đây ở trong Bình Dương á, xong xuôi rồi biết cãi lộn sao rồi ba con bỏ ra đi luôn tới giờ. Có hỏi mẹ con nhiều lần nhưng mà mẹ con nói cũng không biết nhà ở đâu nữa. Nhiều không có thời gian để nghỉ ngơi không? Dạ, công việc của con thì nói chung là cũng có ít thời gian nghỉ ngơi ạ. Một ngày 24 tiếng thì bạn làm việc bao nhiêu tiếng? Tính ra là ngày làm 16 17 tiếng. Trời ơi, gấp đôi công nhân viên chức luôn đấy. Chị nói ví dụ có gia đình, chị nghĩ sao em còn đủ sức để mà phụ vợ chăm con này kia ta? Làm bao nhiêu năm thì em cũng gom góp được một chút ít thì em sẽ mở em kinh doanh cái gì đó để công việc mình nó đỡ mất thời gian hơn. Tức là em đang có ý định ra ngoài kinh doanh riêng, làm một ông chủ nhỏ riêng. Dạ. Chị thích những người tự lập như vậy, có đúng một cái kế hoạch. Nói chung là gắng phấn đấu để chứ tại vì cũng có hai mẹ con à. Ba gái thì có làm công việc gì khác hơn nữa không ạ? À? Hay là chị ở nhà thôi ạ? À? Ở nhà buôn bán nhỏ với câu nhà trọ. Ôi, chị cũng may mắn quá. Chị mẹ cũng có công việc làm cho đỡ buồn tay buồn chân. Anh ơi, từ xưa giờ thì anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình rồi chị. Mối tình 57 tuổi, mối tình 23 tuổi. Mối tình gần đây nhất thì cũng sắp cưới rồi. Tưởng mẹ chuẩn bị có cháu bồng. Nhưng mà cái tính hồi nhỏ giờ của em á hơi kỳ quặc hay xíu là em thích giả giọng những con động vật. Ui chứ có sao đâu con. Từ khoan khoan. Người yêu sắp cưới với giả giọng động vật nó liên quan gì? Có, chắc dọa người ta sợ bỏ chạy mất dép. Mỗi lần đi chơi với bạn gái mà vui quá thì em lại hay chọc nữa. Là em hay sủa tiếng gâu gâu á. Ai vậy hả? Anh em mình thử nè. Ai bên đây vui quá, vui quá. À vui quá, vui quá. Xuống cái chơi nè. À,
nhưng mà bạn gái em thì không bao giờ thích. Bạn bè gái hay nói là mày biết mày đi chung với người hay là đi chung với gâu gâu nữa. Nó vui thôi, nhưng mà bạn gái em là để lòng, là xích mích là chia tay. Tính của em là hồi nhỏ đến giờ nó sửa không có được. Mỗi lần em ngủ thì em thích có nghe những tiếng như là gà gáy hay là ở nương cốc nháy rồi đó, là em có buồn buồn mà bắt chước nó không kêu cho đỡ buồn. Lớn lên thì chỉ có tiếng chó sủa là gâu gâu thì là giống nhất. Là giống nhất. Hứng lên một cái là phải gâu gâu liền. Bạn có thích coi đá banh không? Cũng có anh. Mỗi lần bóng đá Việt Nam sút ghi bàn, bạn phản ứng sao? Yeah. 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 Anh ơi, dây chuyền anh đang mang á, dây chuyền thiệt hay dây chuyền giả vậy? Dây chuyền giả đó hả? Dạ đúng. Ồ, rồi. Em tinh tế đó. Được, anh thích những cuộc gái thực tế như em. Em đeo cho lấp lánh vậy thôi chứ em mua ở chợ Kim Biên á, 40.000 à, 40.000 à. Cứng hết. Thực ra hồi đầu chị thấy cái dây chuyền chị không thích, tại vì đối với chị đàn ông mà phô ra một cái cọng dây to quá ở trước ngực á, chị cảm thấy có cái gì đó nó rất là phản cảm. Dạ. Nhưng mà bây giờ anh này rất là hài hước, anh khai ra chục ngàn. Dạ. Thời trang fashion đẹp lấp lánh như thôi chị. Nếu em chọn thời trang, sao em không chọn một cái phụ kiện nào đó nó nam tính hơn, em không sợ ra đường cướp nó để ý em? Nguy hiểm. Mỗi đi sự kiện hay đi đám cưới tiệc tùng rồi em mới đeo thôi. Chứ còn ngoài đường là em không có đeo. Nếu dây chuyền 40.000 giờ chị mua lại 100.000 bán không? Chị mua lại 100.000 bán không? Bán luôn hả chị? Bán luôn hả chị? Bán luôn. Chương trình làm chứng nha. Trả lời lẹ ha. Gặp tôi nói tặng chị luôn, bán chị. Đúng không? Vậy ga lăng hơn. Ồ quên. Nếu dây chuyền 40.000 giờ chị mua lại 100.000 bán không? Em tặng chị luôn nha chị. Em tặng chị luôn nha chị. Và nhớ nha. Cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Dạ. Một chàng trai với màu sắc hoàn toàn khác biệt luôn, rất là lạc quan và đầy ắp tiếng cười. Mọi người đoán xem, lỡ như anh ấy hên, ngày hôm nay anh ấy là người được chọn, thì lúc mà được chọn thì anh có gâu gâu không? Thật ra Di Kha Hưng nhà chị á, thì thực sự là rất là sâu sắc, nhạy cảm và hơi bánh bèo, thích nhõng nhẽo và thích được đàn ông chiều chuộng một tí. Tại vì người ta là con gái mà người ta đẹp, người ta có quyền, đúng không em? Tuy nhiên, nói như vậy không phải là cô nàng dễ tính đâu. Cô nàng cũng hơi cầu toàn đó. Nàng sẽ chọn người đàn ông hơi perfect một tí, nghĩa là hoàn hảo một tí, chững chạc. Anh chàng này thì chị thấy rằng là trẻ con ở cái chỗ là ảnh giả những cái tiếng đó. Tức là vợ sắp cưới của ảnh phải khó chịu, rồi để bạn bè nói và cô ấy hủy hôn là chị nghĩ nó không đơn giản. Nghĩa là cô cũng bị áp lực từ những cái tính trẻ con hài hước đó, chứ không phải là pha trò để vui, bởi vì nó sẽ có chừng mực. Đúng thời điểm nó sẽ duyên. Đúng rồi. Sai thì nó bị vô duyên. Đúng rồi, cho nên Di Khả Hưng nhà chị thật ra là cũng hơi khó tính đó. Nói chung là cũng không thích đâu. Đàn ông phải chững chạc, phải nghiêm túc và phải có phong thái quyết đoán. Quan điểm của em cũng giống như quan điểm của chị Tâm. Dạ. Mẹ thì mẹ rất là thích những người vui tính. Dạ, vậy là mẹ thích anh này. Anh này mà lọt vào gia đình mẹ thì chắc là rất là vui. Tại vì anh chàng này là giả tiếng sủa để làm cho người ta cười thì rất là ok. Chào mừng ba chàng trai đã quay trở lại với sự xuất hiện của gia đình Di Khả Hân. Xin mời mẹ Di đưa ra quyết định, ai sẽ là người nói lời tạm biệt đầu tiên? Người mà gia đình chúng tôi nói lời tạm biệt là... Ở vị trí số 1, đó chính là anh Hoài. Vị trí số 2, Hoàng Sang. Vị trí số 3, Quang Vinh. Hãy
việc đầu tiên? Năm 12 tuổi thì con đi theo anh bạn của con. Con bắt đầu lên Sài Gòn làm những công việc đơn giản như là bưng bê phục vụ. Học thì con tự vừa học cũng vừa làm. Một anh chàng tự lập quá ok. Mẹ thì mẹ rất đồng cảm. Một người đàn ông trụ cột cho gia đình, là bờ vai vững chắc cho người phụ nữ rồi cho những đứa con sau này. Mà nhút nhát như vậy thì mình không biết anh chàng này có bảo vệ nổi vợ con hay không nữa, mình cũng hơi lo. Cảm xúc của Thoại bây giờ như thế nào ạ? Hiện tại thì em cũng hơi buồn chiếu thôi, nhưng mà em sẽ chúc cho gia đình kiếm một chàng rể. Cảm ơn con. Nhà mình giải thích lý do tại sao mình lại chọn Thoại không ạ? Cô thấy con còn non kém quá so với con gái cô, thì con đừng buồn nha. Chúc con sẽ gặp được nhiều hạnh phúc trong tương lai. Chào quý vị đã quay trở lại với Cho Phép Được Yêu. Và bây giờ sẽ là phần tiếp theo được mang tên Thử Thách Đầy Hấp Dẫn, dành cho hai ứng cử viên sáng giá ngày hôm nay. Mỗi chàng trai sẽ có cơ hội tương tác trực tiếp cùng với Di Khả Hân bởi một tình huống sẽ được tạo dựng ngay trên sân khấu của Cho Phép Được Yêu. Hoàn cảnh đưa ra như sau: Di Khả Hân có một người em trai tên là Nhật Phúc. Ngày hôm nay cô ấy sẽ nhờ đến sự trợ giúp của người yêu đến nhà mình để trông em. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng nhau chào đón anh chàng Hoàng Sang. Đi anh, đây. Nhật Phúc, ơi baby, con. Bạn chị, lên chào anh. Chào em. Được, em nói nghe. Lát nữa em đi chợ mua ít đồ về nấu cơm ăn á. Anh ở nhà trông em giùm em nha. Nhưng mà nói nghe thêm cái nữa. Nói chung là nghịch lắm á. Nghịch mà không sao đâu. Ok, em đi nha. Okay. Chị đi nha baby. Dạ. Anh nó muốn trở thành người yêu của chị em là hơi bị khó nha. Ủa tại sao bây giờ là anh là ngồi đây rồi, là người yêu của chị em rồi. Nhưng mà anh mà không đạt được yêu cầu của em là anh không được bước vào nhà này đâu. Dữ. Em cứ nói ra thử đi. Bây giờ nha, anh làm ngựa cho em cõng được không? Rồi. Giờ đi vòng vòng đúng không? Biết hát không? Lên. Biết hát không? Hát luôn đi. Lên. Ngựa chậm quá. Ngựa. Vỗ mông ngựa. Ngựa còn gầy nữa. Chú mới đi làm gì rất là mệt luôn á. Chú luôn. Chú ăn. Rồi tới nơi rồi. Rồi xuống đi. Xuống xuống xuống. Xuống. Dạ. Ngựa chuẩn bị ăn cỏ nè. Sao đường rộng anh không đi, anh muốn đi đường hẹp vậy? Thì đi vô đây, đây là cái chuồng này mình ngồi đây, đúng không? Rồi tới chuồng rồi vô. Mà em kêu bảo cả căn phòng này chứ không phải đi vô đây không đâu. Bây giờ ngựa mệt quá, bây giờ ngựa cần ăn. Ăn xong rồi bắt đầu là ngựa có sức đi tiếp. Nhưng mà làm như vậy là anh không đạt được tiêu chuẩn để làm người yêu của chị em. Không, bây giờ nè, anh là con ngựa, cưng là người cưỡi ngựa, cưng phải cho con ngựa này ăn. Ăn cho no ngựa mới chạy tiếp. Đó. Vậy bây giờ em cho anh ăn nha. Ăn gì đây? Kìa. Cái này sao mà ăn được? Em thấy trên mạng á, người ta ăn quá trời ớt luôn, nguyên cả rổ ớt luôn. Ớt này nếu như mà ăn mà xào với đồ ăn thì ăn được, còn mà ăn không thì ăn không được. Nếu như mà đưa ra thử thách này là em phải ăn trước. Không. Em ăn được, anh sẽ ăn được. Em sao mà ăn được? Em là trẻ con mà. Anh là ngựa sao anh ăn được? Ngựa ăn cỏ chứ không ăn ớt. Đó. Thì bây giờ anh cắn một miếng thử đi. Ok, ớt này là ớt sừng trâu, nếu như mà ăn mà không dính hột thì sẽ không cay. Một miếng. Nó có vị hơi đây, cay. Anh ăn thêm vô đây. Này là không được nha, này giờ là anh đang rất là đói bụng. Anh cứ ăn đi, không có sao đâu. Cay lắm. Anh cắn một miếng nữa. Một miếng thôi nha. Cho anh một miếng nữa đi. Không, ở đây không có uống nước. Khác với anh quá vậy. Thôi chuyển qua trò khác đi ha. Cái này để... Không, em không chịu đâu. Anh ăn hết miếng này. Ăn hết miếng này đi. Rồi, móc méo cái này. Dạ, dạ. Nhớ nha. Ăn hết miếng này là thôi đúng không? Dạ. Ok. Yeah.
Ok. Bây giờ anh mà làm được cái cuối cùng này là anh sẽ là người yêu của chị em. Cái này cái gì? Dạ đúng. Vô là thấy rồi, wasabi. Anh phải bỏ vô đây nè. Đừng nói là đánh răng nha. Dạ đúng rồi. Tiêu chuẩn bình thường á, anh đánh răng á là chỉ lấy một miếng ít thôi. Đánh nhiều sẽ hại vô răng, mòn răng. Đây, em làm cho. Ủa, mà quên nữa, đánh răng cái này là phải có nước. Có nước mới xúc ra được đúng không? Không, đánh răng khô luôn. 5 4 3 2 1. Anh nhưng mà anh phải đánh cho trong luôn chứ. Ôi, anh dậy đi, anh dậy rồi. Sao sao thế gì cái gì? Đó thấy chưa chị nói mà thấy chưa em phá gì đúng không? Chết chưa? Sao vậy anh? Anh đang hết nửa chai ớt, một miếng chanh, đánh răng bằng wasabi. Vậy mới là người yêu của chị em được chứ. Thật sự là một thử thách rất là khó nhằn. Chờ đón xem sức chịu đựng của ứng viên tiếp theo sẽ như thế nào đây. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón anh chàng Quang Vinh. Ơi Phúc ơi, đang làm gì đó? Dạ. Bạn của chị nè, tên là Vinh. Chào anh. Em trai em đó, tên Nhật Phúc. Chào anh. Em đi làm gì có mệt không? Cũng mệt chút chút ạ. Chuẩn bị vui lắm. Có chuyện gì vui? Bây giờ em đi ra chợ em mua đồ về nấu cơm ăn. Anh ở nhà chơi với Nhật Phúc nha. Ô, Nhật Phúc dễ thương lắm. Mà dạ, dễ thương theo kiểu ngỗ ngược, ngỗ ngược. Ngỗ ngược tí hả? Dạ. Dạ. Ráng chiều. Em đi nha. Em đi tranh thủ về sớm nha. Ok. Qua đây ngồi chơi với anh. Dạ. Anh là người yêu chị em đúng không? Ừ, mới quen à. Nếu như mà anh muốn làm người yêu của chị em thì anh phải đạt yêu cầu của em. Vậy luôn hả? Đúng rồi. Yêu cầu gì nè? Anh có làm được không? Được chứ. Có khó không? Không khó lắm đâu. Thử thách đầu tiên của em đặt ra là anh phải làm ngựa, cõng em đi. Làm ngựa hả? Dạ. Dạ. Bao nhiêu ký đây? Dạ, không có nặng lắm đâu. Ok, lên. Nặng cái gì? Dạ. Chà chà. Em mệt không? Nói chung mình cũng không mệt lắm đâu. Vậy bây giờ mình qua thử thách thứ hai được không anh? Thử thách gì nè? Anh giả tiếng động vật cho em nghe được không? Vậy hả? Anh chỉ có biết tiếng chó sủa với tiếng gà hay là tiếng con chó bị quýnh? Anh muốn tiếng nào cũng được. Bây giờ anh thử tiếng con chó sủa coi. Sợ không sợ? Sợ không sợ? Không sợ, không sợ. Bây giờ anh thử con chó bị quýnh. Bây giờ là anh xong thử thách này rồi. Hay thử thách thứ ba đi nha. Là cái này. Dạ. Anh hết một quả ớt đi cho em. Anh cắn một miếng được không? Không, anh phải ăn hết luôn. Trên YouTube người ta ăn hết luôn mà. Ôi, nó người ta câu view quá anh. Không, người ta ăn thật mà. Phải giả đâu. Này anh dầm anh ăn được chứ. Này anh không ăn được đâu. Anh đàn ông phải biết ăn lắm. Vậy anh sẽ cắn cho em coi một cái thôi. Chứ không ăn hết một cái. Không, anh phải ăn hết luôn. Phải ăn hết là anh không như vậy được đâu. Cay lắm, chứ lại không có tốt phụ nữ. Vậy em không đồng ý cho anh làm người yêu chị em đâu. Em biết ba mẹ á. Dạ, cắn rồi nha. Giờ anh để em đút hay là anh tự ăn? Đổi món khác được. Không, được cái này không? Thôi, tại vì nó mà anh đau tử lắm á. Ăn ớt vô á mà ấy đâu mà ảnh hưởng thì sao yêu được chị em được. Chị em nói là ai ăn được ớt thì mới chăm sóc được cho chị em. Vậy hả? Cái này sao anh chưa có nghe chị em nói á? Không anh, vậy anh cứ làm đi. Em có thương anh không? Lần này, đầu tiên tới nhà mà bắt anh ăn ớt là chết anh luôn á. Anh đã yêu chị em là anh phải làm được tất cả về chị em chứ. Anh chỉ cắn một chút thôi thì được. Vậy bây giờ anh không làm, anh đi ra khỏi nhà, em không có cho anh ở trong đây nữa. Ồ, nhưng anh sẽ đợi chị em về, chừng nào chị em đuổi anh mới đi.
Vậy thì bây giờ anh ăn cửa này. Ok. Để gần. Ớt này nó không cay ta? Không cay, anh ăn hết luôn. Không cay lắm. Vậy cay thiệt luôn á. Đen đói bụng á. Yeah, anh được lắm. Bây giờ anh cho anh cái quả anh. Để uống miếng nước cái anh suy nghĩ tính tiếp nha. Đâu ai cho anh uống nước đâu. Nãy giờ em không có mời nước anh gì hết, kỳ quá. À chà, nước này để lâu chưa vậy? Em đâu biết đâu, em lấy cái nước đó trong nhà vệ sinh. Thôi, anh ăn đi. Em lau cho sạch đi. Sạch rồi, chưa? Chắc là sạch. Em cất đi. Không nè, anh phải ăn chứ. Anh không ăn nổi đâu. Anh phải ăn đi, anh mới xứng đáng là đàn ông. Không, anh không ăn chanh anh cũng dài đàn ông vậy. Không. Handmen không? Thôi thì anh đánh răng với này ha. Nó đỡ cay á, nó đỡ cay. Này là kem đánh răng Hàn Quốc hả? Đúng rồi, kem đánh răng Hàn Quốc. Đây em xịt cho anh đánh nha. Nó đỡ cay. Thiệt không? Rồi, anh đánh đi. Cái này đánh sao? Thì anh đánh như bình thường thôi. Bây giờ là mấy giờ ta? Ai biết đâu, bây giờ anh cứ đánh lại đi. Anh chưa đi ngủ, anh không có đánh răng được. Anh không làm cái này là em không vui nữa. Thiệt không? Thiệt. Đánh một lần cho em coi thôi nha. Dạ. 1, 2, 3. Đánh đi. Đánh vào bên trong luôn. Trời ơi, nhiệt tình quá. Đó, kem đánh răng Hàn Quốc mà. Anh không có nghe cay luôn á. Hết nổi rồi đó, để chiếm đi. Thử thách đã vượt qua để chúng ta thấy được cái độ chịu đựng của mỗi quý ông sẽ ra sao. Sự chịu đựng này cũng thể hiện được sự nam tính của họ và sự kiên nhẫn của họ đối với việc tiếp xúc với các thành viên trong gia đình. Thì không biết là cả nhà mình nhận xét như thế nào ạ? Theo như mẹ thì mẹ thấy là Hoàng Sang là người chịu đựng đến bước cuối cùng. Nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là để được chọn. Chị thì chị thấy rằng hai anh chàng này chịu đựng khá tốt đấy chứ. Em trai của Di Khả Hưng yêu cầu làm gì là anh chàng này muốn ghi điểm là làm tức tần tật. Tuy nhiên thì anh chàng đầu tiên á có vẻ như là chiều quá thể và muốn là đáp ứng ngay. Còn anh chàng thứ hai là biết kéo giãn thời gian, tức là cũng biết chơi chiêu một tí. Anh chàng này cũng có vẻ nhanh trí, nhưng mà nếu một đứa trẻ nghịch quá, anh chàng có thể chơi bài chuồng sớm hơn. Tại sao lại để đánh mù tạt xong rồi mới chơi bài chuồng trẻ? Thực ra mà nói là chịu đựng thì chịu đựng tốt, nhưng mà về cái sự nhanh trí và phản ứng với một đứa trẻ thì chị vẫn cảm thấy rằng hai anh chàng này chưa phản ứng nhanh lắm. Em thì em thấy hai anh sức khỏe đều tốt đó, nhưng mà em cảm thấy là anh Vinh á thì có sức khỏe tốt hơn một xíu, tại vì đứa bé thì khá là nặng, em thấy nó rất là to con. Nhưng mà anh Vinh cõng đi vòng vòng như vậy á, còn anh Sa thì cái vòng nhỏ như vậy mà mới cõng một xíu hơi là mệt rồi, thì em thấy sức khỏe anh Sa không được tốt cho lắm. Và bây giờ sẽ là giây phút rất quan trọng và chắc chắn rất nhiều quý vị khán giả đang tò mò rằng gia đình của Di Khả Hân sẽ giúp cho cô ấy chọn ứng viên nào trong số hai chàng trai còn lại. Xin mời sự quay trở lại sân khấu của Di Khả Hân. Hồi hộp quá, bởi vì tôi tin là Di Khả Hân cũng có sự lựa chọn của riêng mình rồi, nhưng mà bạn không được quyết định. Mà quyết định bởi gia đình, không biết là có trùng khớp hay không? Hồi hộp không ạ? Dạ, chút xíu. Chút xíu. Bên cạnh đó, bạn thấy cái vai trò của gia đình và đặc biệt là những người chị em của mình đã sát cánh ngày hôm nay như thế nào với Di Khả Hân? Thật sự Hân cũng có chút ít chia sẻ là trên mỗi đoạn đường Hân bước đi trên cuộc sống á, Hân là người mà luôn nghĩ về gia đình và luôn tôn trọng ý kiến của gia đình. Chính cái tên Di Khả Hân của Hân á là Di là tên của mẹ. Hân chọn cái tiếng gọi mẹ là tiếng gọi đầu tiên trên con đường Hân bước đi. Nên là Hân hoàn toàn tin tưởng mẹ và gia đình của mình. Và bây giờ xin mời mẹ Di sẽ thay mặt cho gia đình chia sẻ quyết định cuối cùng của mình. Ai trong số hai ứng viên còn lại xứng đáng cho phép được yêu? Người mà gia đình chúng tôi cho phép được yêu là... Hai đây hồi hộp quá. Hai chàng trai Hoàng Sang và Quang Vinh. Cả hai đều rất cố gắng thể hiện được sức chịu đựng của mình, sự nam tính của mình qua phần thử thách vừa rồi. Và Di Khả Hân cũng đã trực tiếp theo dõi và thấy được sức chịu đựng của các anh này với cậu bé Nhật Phúc. Chàng trai nào đủ thuyết phục
Hơn đây. Em tên là Nguyễn Hoàng Giang, năm nay 28 tuổi, hiện tại làm là assistant cho bên công ty tour du lịch. Em lo sợ rằng á, nếu mà ảnh và với chị em á, có tiếng tới được với nhau á, thì không có thời gian dành cho nhau. Em quyết định em ăn đi chùa, kiểu như phần tâm linh mình muốn báo đáp lại cho cha mẹ một phần. Mẹ rất cưng những chàng trai có hiếu. Con với lại người yêu của con á, đi ra cửa thì ông chủ ổng ghẹo bạn gái con. Bạn gái con cũng kiểu mà chào rồi cười, nhưng mà con cảm thấy con hơi ghen xíu. Nếu như anh chàng là chủ thật sự và bông hoa đó là anh chàng sở hữu, thì anh chàng còn thể hiện ghen tuông như thế nào? Cái ghen đó làm chị cảm thấy rất là ớn. Đi đi vòng vòng đúng không? Biết hát không? Lên. Biết hát không? Hát luôn đi. Lên. Có vẻ như là chiều quá thể. Em thấy sức khỏe anh sao không được tốt cho lắm. Em thích giả giọng những con động vật. Anh chàng này thì chị thấy rằng là trẻ con ở cái chỗ là ảnh giả những cái tiếng đó. Cái nỗi mà vợ sắp cưới của ảnh phải khó chịu rồi để bạn bè nói và cô ấy hủy hôn là chị nghĩ nó không đơn giản. Anh này mà lọt vào gia đình mẹ thì chắc là rất là vui. Ớt này nó không cay ta? Không cay, anh ăn hết luôn. Cay lắm. Thiệt cay thiệt luôn á. Anh chàng thứ hai là cũng biết chơi chiêu một tí. Anh chàng này cũng có vẻ nhanh trí. Và kết quả là ghế trống không ai cả. Ta-da! Thật bất ngờ. Như vậy ngày hôm nay một trường hợp hy hữu đã diễn ra. Không chàng trai nào được ngồi trên chiếc ghế vinh dự đó và không có cơ hội để tiếp tục hẹn hò cùng với gì cả hơn. Và tôi thấy là những nụ cười, những cái thở phào nhẹ nhõm của bạn là sao? Là sao? Thật sự thì Hân cũng chia sẻ thật là đến với chương trình ngày hôm nay là do là ý kiến của gia đình mong Hân đến để có thể cho mình cơ hội để tìm hiểu một ai đó, để cho mình có một cái bờ vai để dựa vào. Hân tôn trọng quyết định của gia đình nên Hân đến đây. Và trong lúc cái quá trình mà Hân theo dõi các anh thử thách rồi các anh chia sẻ những cái quan điểm riêng với gia đình Hân á, mỗi anh thì anh nào cũng sẽ có cái mặt hạn chế và cái mặt tích cực riêng, nhưng mà Hân cảm thấy các anh chưa phù hợp với Hân, nên là thật sự là Hân đứng ở đây cũng rất là hồi hộp, không biết là gia đình mẹ và chị em gái của mình chọn ai. Như vậy là trùng khớp với suy nghĩ của chị cả Hân luôn, là chính bạn cũng chưa ưng ý ai và chưa tìm thấy được người phù hợp. Cảm ơn gia đình rất nhiều ạ. Và bây giờ xin mời cả nhà cùng tiến về phía khu vực trung tâm của sân khấu ạ. Xin cảm ơn gia đình của Duy Khá Hơn ngày hôm nay đã đồng hành cùng với người đẹp và mang lại rất là nhiều lời tư vấn hữu ích. Hy vọng là gia đình chúng ta mãi mãi luôn luôn hạnh phúc và thuận hòa như vậy. Và đương nhiên không thể thiếu lời chúc hạnh phúc tương lai của Duy Khá Hơn. Bạn hoàn toàn xứng đáng tìm được một bờ vai thật sự phù hợp dành cho mình trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Cho Phép Được Yêu được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media và được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi hân hạnh đồng hành cùng với nhà tài trợ Bộ Đôi Người Mụn Vanessa Admi nhập khẩu trực tiếp từ Ý, Vùng Đời Xa, Gia Láng Bệnh của Sâm Phạc Ma. Và đồng hồ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.